làm phơi nắng tí. Ôi giời ơi, tiện chị. Điền Potter. Bầu Kiên đâu? Tạ Vinh Cường, Tạ Vinh Lia, Tạ Vinh Loan, em gái Tạ Vinh Loan. Tôi đang ở trên đỉnh núi Sao Luông, chuẩn bị đến mỏm đá rồi. Mỏm đá sống ảo. Vỗ mông Bầu Kiên. À, chạy lại làm phơi nắng thế. Ô, phải bảo nhà đến đây mới có xôi ăn chứ. À ừ nhỉ. Ông nhà ơi, lên đây đi. Cho bọn tán gái. Tán bưởi. Bên nào ở sao nó khô hạn. Nhìn cái chỗ ngọn núi kia. Bên mình mới hết con mẹ nó rồi. Đây chưa đi. Thằng nào thuê tầm cốt đâu? Tí nó có rơi xuống thì bảo em đốt hương luôn này. Ừ. Hù mét em. Kia đã làm. Luông pha bằng. À pha luông nhầm. Luông pha luông. có pù luông đúng không? Pù luông chắc pha luông. Pha luông, pù luông. Nóc nhà của Mai Châu đúng không? Nghe tương truyền màu đá đâu. Còn bò húc này. Trên này đéo cái gì sống được, mỗi cỏ. Đây là sinh thái savanna à, cỏ núi cao. Đây chỉ có loài cương sống ở đây. Nên mây nó tan hết. Mưa này. Sao? Hỏi nhà xem. Cứ lên đỉnh đã, 5-10 mét nữa. Viết summit đó. Summit nhập được. Đây này. Lại có dù nhảy xuống còn nhanh không?
đây mỏm đá đây. Mấy cái mỏm đây, thích mỏm nào? Yeah. Nhanh cương xem hết. Mỏm đá đây này. Holy fuck. Đây là loài cương đang hú. Kia đây, kia đây, kia đây. Nhanh mẹ mày lên. Đẹp lắm. Đâm vào lao. Ngủ phát. Anh cho anh kiểu ảnh. Ôi trời. Đấy mây à. Đây. Có cơ đổ vân không? Thằng ơi. Nhìn kìa. Anh tin tưởng chú, tôi tin tưởng chú. Để ra xứng đáng đi chứ. Ủa hết đại nắng rồi. Đây cho tôi cửa ảnh ngài đi. Có mây được đấy. Anh nhanh cho anh không mà nó mù đến rồi. Tôi ra máy ảnh. Kiên đâu? Đấy là mỏn sống ảo. Đây đây kia đây. Vãi luôn. Cứ bình tĩnh hồi mà la đã. Gió to ghê vãi.